Hôm nay bên em lại về một chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2019 bản 1.5 số tự động. Xe phiên bản màu trắng, rất là chất. Bản full đấy, có cả cửa sổ lock, cửa sổ trời, các kiểu đầy đủ hết, option đầy đủ. Và con này thì rất là đáng tiếc một chút là nó cũng đã bị đâm ở phần sườn bên chính và bung túi khí đây này. Đấy. Vì vậy cái đèn trước này cũng phải thay các bạn nhé, đèn trước rất là mới. Và ca lăng lưới tản nhiệt, biểu tượng Mazda của Nhật Bản, rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Và Mazda này nó gọi thổi một làn gió mới rất là trẻ trung. Mazda 3, Mazda 6, thông thường Mazda 3 người ta đi rất là nhiều và thậm chí nhiều con hatchback đi rất là chất. Đấy. Đèn trước thì rất là sáng. Lốp la răng rất là chất, xe rất là còn mới. Tay nắm cửa mạ chrome đấy. La răng thì các bạn nhìn rất là chất rồi đấy. Con này ngoài việc bị bung túi khí ra thì con này rất là chất. Mọi người nhá. Đèn hậu cũng nhìn rất là thể thao, rất là trẻ trung. Đấy. Mazda 3. Nhưng không có gì phải bàn về con này rồi, nói chung con này chúng ta bàn về giá thôi. Mọi người ạ. Xe rất là đẹp. Đấy. Mọi người đến nơi thì cứ trực tiếp đến xem xe, đi thử cũng như là mua mang thợ thuyền đến kiểm tra máy móc. Chết thoải mái nhưng mà bọn em báo trước là nó bị bung túi khí rồi, vào cái phần chassis ở phần sườn bên chính này. Nói thế cho nó dễ mọi người nhé. Xe chung còn rất là tương đối, rất là đẹp ạ. Nếu mà không soi từ bên trong ra thì cũng không biết được nó bị va quẹt đâu. Mazda 3 thì rất là đẹp. Đấy. Em muốn bán thì em chỉ quay qua thôi, mọi người đến xem trực tiếp thì mới kỹ cho nó kỹ. Nhiều khi là quay nó không được như ở ngoài thực tế đâu. Và bây giờ nội thất bên trong em sẽ quay qua cho mọi người xem. Vô lăng đã được bọc cần số đấy, điều hòa hai vùng độc lập. Đấy, hàng ghế sau da ghế còn rất là mới. Đấy, tổng thể nói chung nội thất bên trong còn tương đối. Nói chung là còn bên ngoài thì nó cũng còn rất là đẹp. Nói chung là bị va quẹt nhưng bên em đã gò hàn sơn si lại, nói chung là gần như rất là đẹp, nói chung là không có vấn đề gì cả. Về chỉ việc sẵn đi thôi. Đó, chúng ta bàn về giá nhé mọi người ạ. Xe thì phân khúc hạng C, nó cạnh tranh trực tiếp với Altis hoặc là Cerato. Đấy. Tuy nhiên là con em thấy dòng này em thấy ưng. Mọi người nhé. Nhưng em thấy mỗi dòng này thì em thấy ưng đấy mọi người ạ. 1.5 thì cũng ăn khá là tiết kiệm nhiên liệu. Chúng nó khá là ok. Bản Luxury Sky Active. Nói chung là mua con này thì chúng ta được rẻ khá là nhiều bởi vì nó bị va quẹt. Còn nếu người nào mà muốn hoàn hảo thì chắc chắn là phải mua con khác vì không thể mua con này được. Đấy. Xe rất là đẹp. Và một chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2019 bản 1.5 màu trắng Smart Luxury này thì đang được giá bán ở mức giá là 334 triệu và nó đã bị lỗi va và bung túi khí cũng như là keo chỉ đã mất. Đấy mọi người nhá. Ai mua thì lại sớm với em, còn nếu vào bên em mà ghi ở phần bình luận đã bán thì không còn xe đâu, còn chưa ghi gì thì vẫn còn, mọi người chủ động liên hệ với em. Và một con chiếc xe